vậy là bút liền hàng tiết lâm vô luôn, không có sợ hàng kia luôn. Không, vậy là cái hàng mày luôn đó. Hàng kia bán gì cho gì? Kia đổ đá nhà. Lá này đi hai thà các bạn, một thà mới kéo với một thà mới cắt. Thà mới kéo. Thà kéo nhỏ vừa, không thể là yếu à. Thà nó hơi rộng, nó kéo cũng hơi rộng. Còn đây thà của nó cắt. Thấy hai thà này cũng trên lệnh hơi nha, không có nhiều các bạn. Nó cắt rộng hơn xíu. Thà hai cái thà đều có mùi luôn. Quay tài xế 93 hành 95 này đang tháo này lên coi cái Điều ơi. Để lên đi gì này, thành đập nè, thả luôn à? Không nói phỏm làm cái nào lại đâu, phỏm nói làm cái nào lại đâu. Cái này gì này làm sao ta? Làm thưa lại à? Rút bỏ hai cây đầu kia gì? Nói cho gõ cho khán giả là hiểu rồi. Ta là dân xài máy, ta nhìn ta biết rồi ha. Nói nhiều cũng vậy. Sao mà cái bây giờ không gắn cái hàm hết vô tiền các bạn hả? Hàm 16 hả? Rồi làm cái bông nó lại hết nhiêu nữa? Bông này làm mến ha, bông này chế sáu về bên đồ lại nó ra cũng gần 20 tiền xe nữa. Dạ. Yeah. Ừ. Hàm mua hàm cũ ha. Hàm cũ. Còn cũ. Nó đâu có vừa đâu, về mất chế lại chứ nó đâu có vừa. Xài được mấy vụ rồi đó. Cũng lâu rồi ha. Mới có 2-3 vụ vậy. Vụ hè thu tới giờ đó. Hè thu đồng đồng mình á, đồng nào mình á hả? Chút đó. À. Đồ tính ra cũng 10 tháng không ơi. Vì hè thu đâu một chút mà 10 tháng hả ông? Ví dụ 3 tháng, hè thu 3 tháng, ở đầu hè thu cắt rồi hả? Rồi hè thu cắt chứ bộ. Đây là đừng tính lúc xài. Yeah. 6 tháng, 6 tháng mà cắt rồi ông gài đâu nghỉ ngơi gì đâu. Mới có hè thu cũng giờ 3 ngàn mấy hả? Cắt mới 3 ngàn mấy hả? Mà mua vậy là bút liền hàm 95 vô luôn, không có xài hàm kia luôn. Không, mua vậy là chạy hàm này luôn đó. Hàm kia bán cho chai gì? Dạ, còn để nhà, mới chát ở nhà kìa. Không, bán cái chai rồi. Dễ vậy trời. Ở bên nước nhà đâu cần loạt cá đâu. Lát này nói đi quay cái máy 70 mà lên hàm 100 coi. Thiệt, 70 100 mới kìa. Cắt dữ không? Cũng kinh càng dữ không? Chạy đủ mới chậm vậy à. Chậm vậy hả? Ừ. Rồi đó gì? Chơi mà chơi không có ai chơi lợi luôn chơi đó. Cái thanh đập này hổm nói chế làm sao quên nè ông Đạt. Thanh đập của hổm nói chế làm sao quên nè ta. Cắt chiếc ra. Chiếc ra hả? Chiếc ra một thanh nhiêu cây? Chạy thanh 12. 12 với chiếc. Ba dụng em nói tôi không hiểu. Thì người ta dân xài máy, người ta biết nói, người ta biết rồi. Rồi cái đồng hồ giống ẹt quá ta. À, 2 vòng 13 sao. Giống ẹt 13 mấy luôn nữa. 150. Chứ bị lát đi quay cái còn 70 mà lên hàm 100 thôi. Tôi có tìm nổi rồi. Máy này máy ở nhà si các bạn. Đang sửa vậy mới nhảy nè đi từ từ. Kêu cách cách cách. Nhảy là nó thương mày lắm luôn á.
coi nó chạy cái hàng ba anh hổm hổm 95 hai mét mấy quên rồi ta. Rồi chưa? Rồi. Xuống nha. Qua đi chạy được mấy ngày anh Đạt? Đạt. Ngày thứ tư nè. Đọc này mày chạy được trăm mấy ngon rồi. Đất mạnh không à? Đồng đất mạnh không à? Đi hai phà nha các bạn, một phà máy kéo với một phà máy cắt, hai phà nhỏ các bạn ơi, không có đi phà chung hơi bất tiện nha các bạn. Được cái nó rộng rãi, phà máy kéo, kéo nhỏ vừa cũng hơi bự quá, phà nó hơi rộng, máy kéo cũng hơi rộng. Còn ở đây phà của máy cắt đây, thấy hai phà này cũng tương tự trên lệch ha nha, không có nhiều nha các bạn. Máy cắt rộng hơn xíu này, hai cái phà đều có mui luôn, có cái chỗ nấu ăn ngủ nghe đầu tối rồi các bạn. Xe đang cắt đồng này, đồng ở Gò Quao, đồng Gò Quao là bên Cỏ Khía các bạn. Cỏ Khía nó giáp với tổng quản nha, đấu hàm lên hàm 95 mà chạy dữ quá các bạn. Cái hàm zin của nó là mua về là không có xài luôn nha các bạn, nãy mới xài cái hàm này hết 18 19 20 20 gì đó các bạn ơi.